Xin kính chào quý vị và các bạn, cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi kênh tin mới 24 giờ. Chúc quý vị và các bạn có những giây phút tuyệt vời khi xem video và đừng quên click vào nút đăng ký kênh và chuông thông báo để nhận những tin tức mới nhất, hấp dẫn nhất được kênh tin mới 24 giờ cập nhật mỗi ngày. Sau đây mời quý vị và các bạn cùng đến với chuyên mục tin tức mới nhất về đội tuyển quốc gia Việt Nam. Trực tiếp họp báo trước trận đấu U23 Việt Nam với U23 UAE thay phát thách thức huấn luyện viên UAE. Tại vòng chung kết U23 châu Á 2020, dẫn dắt U23 UAE là huấn luyện viên người Ba Lan Masai Skoza. Ông Skoza là người quen cũ với thầy trò huấn luyện viên Ponser. Ở trận tranh huy chương đồng ASAT 2018, Olympic UAE dưới sự dẫn dắt của ông Skoza đã đánh bại Olympic Việt Nam. Huấn luyện viên của đội U23 Jordan là cựu cầu thủ nổi tiếng nước này Adel Quader. Ông Adel Quader là người gắn bó với hàng loạt đội bóng trẻ Jordan trước khi chính thức trở thành huấn luyện viên trưởng đội U23. Trong khi đó, chiến lược gia 45 tuổi Ryu In là người dẫn dắt đội tuyển U23 Triều Tiên. Đội bóng này là hạt giống số 2 bảng D sau Việt Nam. Tại vòng chung kết U23 châu Á 2020, U23 Triều Tiên được xem là ẩn số của giải. Ở lượt trận đầu tiên bảng D diễn ra ngày mai, ngày 10 tháng 1, U23 Việt Nam sẽ gặp UAE lúc 17 giờ 15 sau đó sẽ là trận đấu giữa Triều Tiên và Trót Đàn lúc 20 giờ 15 Cả hai đều diễn ra trên sân đấu Chan Arena, sân nhà của câu lạc bộ Buriram. Các huấn luyện viên bốn đội bắt đầu trả lời câu hỏi của các phóng viên. Huấn luyện viên Jordan Ahmed Adel quader mở đầu cuộc họp báo. Tôi cảm thấy rất hạnh phúc khi được đặt chân đến đây, nơi có 16 đội U23 mạnh nhất châu Á. Đặc biệt là ở bảng đề này, nơi có 3 đội bóng rất mạnh là Việt Nam, UAE và Triều Tiên. Huấn luyện viên Triều Tiên Ri ngồi cạnh đó nói tiếp. Chúng tôi sẽ chơi hết sức mình trong tất cả các trận đấu để đạt được mục tiêu giành vé đi tiếp hai huấn luyện viên U23 Triều Tiên và Jordan được phóng viên hỏi về trận ra quân ngày mai, cả hai đều trả lời rất ngoại giao. Huấn luyện viên Jordan nói, trận đấu đầu tiên với Triều Tiên chắc chắn rất quan trọng. Trong khi đó, huấn luyện viên U23 Triều Tiên đáp, tôi cũng nghĩ trận đầu tiên là trận đấu vô cùng quan trọng, đặc biệt khi Jordan là đối thủ rất khó chịu. Nói về tương quan sức mạnh của U23 Việt Nam và các đội trong bảng, thầy Park thẳng thắn chia sẻ. Tôi cảm ơn FIFA và AFC vì đã đánh giá Việt Nam là đội bóng hạt giống nhóm 1 ở giải này. Đó cũng là nhờ thành tích của chúng tôi ở giải lần trước, nhưng cả 16 đội đến đây đều rất mạnh. Ông Park nói tiếp, chúng tôi và UAE từng vài lần gặp nhau trước đây, đặc biệt là trận giao hữu hồi tháng 10 năm 2019. Tất nhiên là UAE biết nhiều về U23 Việt Nam và chúng tôi cũng muốn chờ xem họ biết được bao nhiêu. Tiếp đến, huấn luyện viên Ponser chia sẻ Trận đấu đầu tiên với UAE là trận đấu vô cùng quan trọng. Chúng tôi cần phải chơi 100% khả năng ở trận này để hướng đến việc vượt qua vòng bảng. Cuối cùng, huấn luyện viên UAE là ông Skoza cho biết. Trước giải đấu, chúng tôi đã chuẩn bị vô cùng kỹ lưỡng vì biết rõ sức mạnh của các đội ở đây. Tiếp tục nói về đối thủ U23 UAE, thay Park nhận định đối thủ đã mạnh hơn nhiều. Ông Park cho biết. UAE là đối thủ mà chúng tôi từng gặp vài lần trước đây. Họ luôn là đối thủ rất mạnh. Ở giải lần này, chúng tôi gặp lại họ. Cũng những cầu thủ đó, cũng huấn luyện viên đó, nhưng chắc chắn đội bóng này đã tiến bộ hơn nhiều. Ngồi cảnh đó, huấn luyện viên U23 UAE Skoza tỏ ra rất tự tin về trận đấu ngày mai gặp U23 Việt Nam khi nói Thật khó khăn để phân tích sức mạnh thật sự của các đối thủ trong bảng, nhưng chúng tôi cũng biết khá nhiều về sức mạnh của Việt Nam. Chúng tôi đã chuẩn bị rất kỹ cho trận đấu này. Ông Skoza nói Ban đầu tôi cũng khá ngạc nhiên khi kết quả bốc thăm đưa UAE gặp lại Việt Nam. Nhưng điều đó cũng khiến tôi cảm thấy hứng khởi vì Việt Nam lúc này là đội bóng rất mạnh. Họ là một tập thể được tổ chức rất chặt chẽ. Chúng tôi đánh giá rất cao điều đó và đang chờ đợi Việt Nam sẽ còn sự tiến bộ nào nữa. Buổi họp báo kết thúc Nhận định U23 Việt Nam với U23 UAE 17h15 phút ngày 10 tháng 1, một điểm trong tầm tay. Dù đối đầu với một đội bóng khó chịu và có sự chuẩn bị kỹ lưỡng như U23 OE ở lượt trận ra quân, song thầy trò huấn luyện viên Park vẫn hoàn toàn có đủ cơ sở để tin vào kết quả có lợi trước đại diện Tây Á. U23 Việt Nam quay trở lại vòng chung kết U23 châu Á 2020 với tư cách là đương kim áo quân của giải đấu. FIFA cũng ưu ái khi lựa chọn Việt Nam là một trong những đội bóng đáng xem nhất tại vòng chung kết diễn ra tại Thái Lan đồng nghĩa với đó U23 Việt Nam không cần thi đấu với vị thế lót đường như trước đây. Điều này tuy mang đến cho thầy trò huấn luyện viên Ponce niềm vinh dự và tự hào, song cùng với đó cũng là những áp lực tương đối lớn, bởi các đối thủ đã có sự chú ý dày chân lớn hơn trước khi chạm trán với những chiến binh sao vàng. Dẫu vậy, với những gì đã thể hiện trong thời gian qua, đặc biệt là sau cú hít huy chương vàng môn bóng đá nam SEA Games 30 hồi cuối tháng trước, thầy trò ông Park vẫn tràn đầy tự tin khi bước vào hành trình tại đất Thái Lan trong tháng 1 này. Về mặt lực lượng, U23 Việt Nam vẫn giữ lại được khá nhiều cái tên đồng cốt đã từng tham dự vòng chung kết U23 châu Á 2018. Việc có những cầu thủ từng thi đấu tại giải U23 châu Á như thủ thành Bùi Tiến Dũng, Quang Hải, Đức Chinh và lứa đàn em kế cận như Việt Hưng, Tấn Tài, Thanh Thịnh, Tiến Linh, những người vừa chinh phục thành công giấc mơ vàng SEA Games 30, giúp cho đoàn quân của thầy Park cân bằng được sức trẻ cũng như sự kinh nghiệm. Đặc biệt, U23 Việt Nam cũng đón chào sự trở lại đầy quan trọng của Đình Trọng. Trung vệ của câu lạc bộ Hà Nội đã kịp thời bình phục chấn thương dây chằng và sẽ là bổ sung không thể tốt hơn cho hàng phòng ngự của tuyển Việt Nam. Với dàn cầu thủ chất lượng đã kinh qua nhiều giải đấu lớn trong suốt 2 năm qua, U23 Việt Nam tỏ ra không hề có bất cứ e ngại nào dù phải đối đầu với những đội bóng hàng đầu khu vực. Thử thách đầu tiên với thầy trò huấn luyện viên Park ở giải đấu lần này sẽ là U23 OE. Đội bóng Tây Á chủ yếu sử dụng những đường bóng dài, bóng nhằm tận dụng thể hình và thể lực vượt trội của các cầu thủ. Đáng chú ý, đây cũng là tập thể có những cầu thủ có kỹ thuật cá nhân tốt và có thể tạo ra đột biến với những tình huống đột phá cá nhân. U23 UAE cũng cho thấy sự chuẩn bị khá kỹ càng cho giải đấu lần này. Khi tổ chức giải đấu giao hữu quốc tế vào tháng 11 năm 2019, những đối thủ mà họ lựa chọn đều là những ông lớn của bóng đá khu vực như Saudi Arabia, Syria, Hàn Quốc và Uzbekistan. Kết quả của những trận đấu cọ sát đó cũng khá tốt khi U23 UAE thắng cả U23 Syria, Uzbekistan hay Saudi Arabia với ít nhất hai lần chọc thủng lưới đối phương và chỉ chịu để cho U23 Hàn Quốc cầm chân với tỷ số 1-1. Tuy UAE là đội bóng mạnh, song ở hai lần gần nhất đối đầu, các cầu thủ trẻ của chúng ta đều không thua trong suốt 90 phút. Hai đội từng đụng độ nhau ở trận tranh huy chương đồng ASEAN 2018 khi đó U23 Việt Nam chỉ chịu khuất phục ở loạt luân lưu sau 120 phút bất phân thắng bại. Gần nhất vào tháng 10 năm ngoái, U22 Việt Nam cũng đã cầm hòa U23 OE trong trận giao hữu với tỷ số 1-1. Rõ ràng, dù trận đấu sắp tới của huấn luyện viên Ponser và các học trò sẽ không dễ dàng, song một kết quả có lợi trước U23 OE là hoàn toàn nằm trong khả năng của U23 Việt Nam. Huấn luyện viên Ponser đau đầu với hàng thủ U23 Việt Nam 3 trên 5 vị trí trụ cột ở hàng thủ U23 Việt Nam đang gặp những vấn đề khác nhau trước vòng chung kết U23 châu Á 2020. Tử huyệt hàng thủ Chỉ còn 2 ngày nữa, U23 Việt Nam sẽ bước vào tranh tài tại vòng chung kết U23 châu Á 2020. Tuy nhiên, huấn luyện viên Paulser có lý do để lo lắng khi 3 trên 5 vị trí trụ cột ở hàng thủ đang vướng phải những vấn đề khác nhau. Đầu tiên là việc tấn tài vắng mặt ở trận ra quân do nhận hai thẻ vàng ở vòng loại. Đình Trọng và Thanh Thịnh đều chưa hồi phục hoàn toàn chấn thương, khả năng ra sân còn bỏ ngỏ. Đặc biệt, Đình Trọng nhiều khả năng chỉ kịp trở lại từ lượt đấu cuối cùng vòng bảng gặp Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Triều Tiên vào ngày 16 tháng 1. Trong sơ đồ chiến thuật của huấn luyện viên Pauzer, ông thường chăm chút rất kỹ cho hàng thủ bởi ông luôn muốn học trò giữ sạch lưới trước khi nghĩ tới chiến thắng. Ở các giải đấu đã qua, hàng phòng ngự cũng là điểm tựa cho thành công của bóng đá Việt Nam. Chẳng nói đâu xa, ngay tại kỳ SEA Games 30 kết thúc hồi tháng 12, U23 Việt Nam chỉ để lọt lưới 4 bàn trên hành trình lên ngôi vô địch. Tuy nhiên, so với tấm lá trắng ở SEA Games 30, U23 Việt Nam hiện tại bị đánh giá thấp hơn rất nhiều. Văn hậu không thể trở về hội quân do câu lạc bộ Haranven giữ người, trọng hoàng không tham dự do quá tuổi, cộng thêm vấn đề của Thanh Thịnh, Đình Trọng hay Tấn Tài. Rõ ràng hàng thủ U23 Việt Nam đang rất mong manh cặp tấn tài thanh thịnh tuy không thể so với cặp văn hậu trọng hoàng về kinh nghiệm đẳng cấp nhưng chí ít đây là phương án tối ưu cho u23 việt nam thời điểm hiện tại cũng phải thừa nhận rằng tuy khả năng phòng ngự còn hạn chế nhưng cả thanh thịnh lẫn tấn tài đều hỗ trợ tấn công khá tốt thời gian qua huấn luyện viên paulo so đã có những thử nghiệm khi kéo trọng hùng về đá hậu vệ phải còn ngọc bảo đá chết cánh trái dẫu vậy kết quả đem lại không mấy khả quan ở trung tâm hàng thủ, Đức Chiến là phương án khả diễn nhất đá bên cạnh Thành Trung và Tấn Sinh. Nhưng nếu để cầu thủ Việt Theo chơi thấp, tuyến giữa sẽ mất cổ máy quét hiệu quả bên cạnh Việt Hưng. Nhìn một cách tổng thể, huấn luyện viên Paul Sơ rõ ràng không dễ tìm ra lời giải cho bài toán nơi hàng thủ U23 Việt Nam. Đáng ngại hơn, ngay trận ra quân, thời điểm lực lượng sức mẻ nhiều nhất, U23 Việt Nam lại phải đối đầu với U23 OE, đối thủ rắn nhất bản đề. Trong những giải đấu mà chúng ta tham dự hai năm qua, đây rõ ràng là lần đầu tiên chúng ta cảm nhận rõ sự khó khăn liên quan tới lực lượng. Lo thì đương nhiên là lo, nhưng theo tôi, chúng ta lo nhưng không sợ, bởi bóng đá Việt Nam giờ đã ở vị thế khác, chuyên gia Vũ Mạnh Hải bình luận. Đồng quan điểm, bình luận viên Ngô Quang Tùng cũng cho rằng, một vài lỗ hổng ở hàng thủ có thể không làm khó được U23 Việt Nam, bởi đoàn quân áo đỏ đã có thời gian dài chuẩn bị. Ông Tùng cho hay. Chúng ta có cả tháng hội quân và là một trong những đội chuẩn bị kỹ lưỡng nhất. Thời gian đó đủ để ông Park tìm ra những phương án thay thế. Thực tế cũng cho thấy chúng ta sẽ không đá cả giải với hàng thủ như vậy, nên tôi tin tưởng khả năng xoay sở của ông Park ở từng thời điểm sẽ giúp đội vượt khó. Giờ tài xoay sở của thầy Park Đói là vậy, nhưng U23 Việt Nam vẫn cần những phương án cụ thể ở hàng thủ trong các trận đấu sắp diễn ra. Chuyên gia Vũ Mạnh Hải cho rằng, nhiều khả năng huấn luyện viên Ponser sẽ bố trí thêm nhân sự để hỗ trợ mặt trận phòng ngự. Ông Hải nhận định, về mặt lối chơi cơ bản sẽ không thay đổi, nhưng để hàng thủ thêm vững vàng, U23 Việt Nam có thể sẽ đá 3 năm 2 và có ít nhất 1-2 tiền vệ chơi lùi để tăng cường khả năng đánh chặn trước khu vực 16m50 cầu thủ chơi ở hai cánh ưu tiên nhanh nhẹn để bọc lót khi cần thiết. Trong khi đó, bình luận viên Ngô Quang Tùng lại có cách nhìn nhận khác về cách chơi của U23 Việt Nam tại giải lần này. Ông Tùng nêu quan điểm, con người chỉ có vậy, thay thế lắp vào chỗ trống là việc tất yếu, nhưng nếu chỉ như vậy thì khó giữ được thế trận. Đến giờ phút này, chúng ta không biết ông Park sẽ cho các cầu thủ đá ra sao, nhưng tôi có cảm giác U23 Việt Nam sẽ chơi thiên về áp đặt lối chơi ở từng thời điểm cụ thể nhằm giảm tải sức ép lên cầu thủ. Đương nhiên, chúng ta không quá mạnh để chơi như vậy mãi, sẽ có lúc phải chùm xuống, tập trung cho phòng ngự và mỗi cá nhân trên sân đều trở thành chốt chặn. Đây là cách chúng ta từng chơi cách đây 2 năm tương đối thành công và nếu lặp lại cũng không bất ngờ. Ở góc nhìn lạc quan hơn, cả chuyên gia Vũ Mạnh Hải và bình luận viên Ngô Quang Tùng nhận định, việc phải chấp phá hàng thủ cũng là cơ hội để huấn luyện viên Poser trình làng những nhân tố mới. Ông Hải nói, trước đây có ai nghĩ trọng Hoàng sẽ chơi được hậu vệ cánh phải đâu, vậy mà ông Park đã biến cậu ấy thành một hậu vệ xuất sắc. Đức chiến từ trung vệ lại đá tiền vệ ở SEA Games 30, hay trước đó tại ASAT 2018, Đức Huy từ cánh được kéo vào đá tiền vệ trụ. Nhìn chung, cách dùng người của ông Park không có giới hạn, thường đem lại kết quả tích cực bởi ông ấy hiểu rất rõ cầu thủ, Chúng ta không biết, các đối thủ không biết và hãy chờ đợi bất ngờ từ U23 Việt Nam. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Nếu quý vị thấy hay thì hãy like và share video, đừng quên click vào nút đăng ký kênh để nhận những video hấp dẫn được cập nhật mỗi ngày. Còn bây giờ xin chào và hẹn gặp lại quý vị trong các video tiếp theo.